Xin chào tất cả mọi người. Trang đã có mặt tại quán Mayan Town số 176 đường Nguyễn Văn Tuyết, quận Đống Đa, Hà Nội. Và mọi người cũng đang rất tò mò vì không biết quán này là quán gì được không nào. Vậy thì hãy cùng theo chân Huyền Trang vào trong khám phá nhé.